các điểm bán nước mía đâu đâu cũng gắn nhãn siêu sạch, nhưng quá trình chế biến thì hoàn toàn ngược lại. Những chiếc xe cáu bẩn không che chắn, bã mía vương vãi khắp nơi, cạnh đó là đống mía cây đã bao vỏ chất trên vỉa hè không che đậy, mặt ruồi nhặn bu quanh. Không ít bó mía đã chuyển sang màu đỏ, thậm chí thâm đen vì để qua nhiều ngày vẫn được các chủ quán ép lấy nước bán. Điều đáng nói là tất cả những điều này đều diễn ra công khai. Thế nhưng người bán thì vẫn cứ vô tâm, còn người mua thì lại quá vô tư mà bỏ qua những nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe của bản thân và người nhà. Nếu mà khi mà chúng ta uống phải những cái loại nước mía mà không bảo đảm vệ sinh hoặc là có hóa chất chẳng hạn thì nó sẽ hại cơ thể rất là nhiều. Thứ nhất đầu tiên chúng ta thấy rất là dễ thấy đó là rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, thậm chí có những trường hợp mà tiêu chảy đến mất nước và điện giải có thể dẫn đến tử vong. Trước đó, một kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mía lấy ngẫu nhiên từ các điểm bán nước mía có gắn nhãn siêu sạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đã ghi nhận cứ 100ml các loại nước mía này sẽ chứa khoảng 490.000 vi khuẩn coliforms, 210.000 vi sinh vật thiếu khí và 18.000 bào tử nấm men, nấm mốc. Các con số này đều cao hơn từ 1.000 đến 10.000 lần mức an toàn cho phép về ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm mà Bộ Y tế đã công bố. Khát quá thì sẽ uống, chứ còn bình thường mình cũng sẽ không chọn nước mía để mình uống, là gì nó khói bụi, rồi cũng nó khói bụi đi đường rồi rồi bu kiến đậu, cảm thấy là rất không an toàn. Những cái ly nước mía như vậy thì mình nghĩ là nên hạn chế sử dụng, tại vì nó gần đường, bụi xe nên nó sẽ không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Đối với những cái cơ địa mà chúng ta có các bệnh về dạ dày cũng như bệnh đường ruột, dạ dày hay đau bụng thì chúng ta không nên dùng nước mía, và tuyệt đối ở những người tiểu đường cũng như là béo phì thì chúng ta không nên sử dụng nước mía, bởi vì trong đó nó chứa hàm lượng đường rất là cao. Là loại nước uống tự nhiên, ngoài công dụng giải khát mà ai cũng biết thì nước mía cung cấp năng lượng cùng các tố chất giúp ngăn ngừa một số bệnh thông thường. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mà nước mía lại đang được chế biến và sử dụng trực tiếp không qua quá trình xử lý an toàn thực phẩm. Hầu hết các điểm kinh doanh đều mang tính tự phát mà không có một đơn vị chức năng nào kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi vẫn chưa có sự kiểm soát hiệu quả từ phía cơ quan chức năng, thì có lẽ người tiêu dùng cũng nên cân nhắc lựa chọn những sản phẩm nước mía thực sự sạch và an toàn, được chế biến từ những người kinh doanh đàng hoàng, nghiêm túc, có trách nhiệm với khách hàng của mình. Trong tất cả các loại thực phẩm liên quan đến thịt cá, thì chả cá được xem là một trong những mặt hàng ẩn chứa nhiều yếu tố bất lợi cho sức khỏe con người, vì nó đã qua chế biến từ nhiều nguồn phức tạp. Từ những nghi ngại về chất lượng của chả cá mà người tiêu dùng đang ăn hàng ngày, phóng viên Camera Cận Cảnh đã tiếp cận với một tiểu thương bán chả cá tại chợ Bình Điền, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là bao nhiêu tiền ký hả? 40 ngàn. Cái này là từ giá gì chị? Giá bán hàng. Đấy, chị em là một mỗi năm 50 ngàn, đó 10 ngàn là nhiều lắm. Cho em thay nhỏ xíu, ít thôi, uống nước thôi. Rồi cho nó quậy, cho nó sạch xong rồi các em mới đổ vô này em bớt. Cũng theo những tiểu thương ở đây, tuy từng mức giá thì chả cá được chế biến thành các loại khác nhau. Tất nhiên, giá càng thấp thì chất lượng càng giảm. Trong đó, bột mì, bột nở là những nguyên liệu hữu hiệu để phù phép cho những kg chả cá có giá rẻ bất ngờ, chỉ 30.000 đồng. Trong vai một người cần mua chả cá để kinh doanh xe bánh mì, phóng viên đã tiếp cận được quy trình sản xuất tại một đại lý chả cá khá lớn tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Được giới thiệu là chả cá Nha Trang, thế nhưng tất cả đều được sản xuất tại chỗ, trong điều kiện vô cùng mất vệ sinh. Cái này bên mình có bỏ cho nhiều nơi không? Chung là đi khắp tỉnh miền Tây. Ồ, khắp miền Tây luôn hả? Tại bên mình là giao tận nơi đúng không ạ? Đúng rồi. Mà mỗi lần lấy bao nhiêu thì bên mình giao? Bao nhiêu cũng giao hết đâu. Không chỉ sản xuất bằng nhiều loại cá tạp trộn lẫn với nhau để có giá thành siêu rẻ, chỉ 35.000 đồng một ký, thì bột mì, bột nở và hàng the chính là công thức cố định ở cơ sở này. Không chỉ riêng chả cá, giò chả cũng là loại thực phẩm đáng báo động. Mặc dù cơ quan chức năng đã cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây ung thư, thế nhưng hàng the vẫn đang được buôn bán và sử dụng phổ biến trong các sản phẩm giò chả hiện nay.